Chúng tôi Dạ tiếp vâng, xúc sống cả đời. tôi tiếp xúc Nhưng mà nhiều nhất là cái kiểu ta hay tôi. với người của Hay dù còn có cái tôi ngã sở, có cái ngã sở. họ. Tôi chưa được chưa được chưa được chưa được chưa được Sự thật đó người là đời đời kiếm kiếm một cái ngã chấp đấy. Những cái nông thôn hoàn toàn sống trong một cái gọi là tự我为中心的环境. Tất cả mọi người đều sống trong một cái gọi là cái tự ngã, một cái trung tâm điểm như vậy. Mà nghĩ rằng cái thế giới này cũng là vì tôi xây dựng. Đối với cái ngã chấp, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, đây thì như là toàn bộ của chúng ta vậy. Cái gì tôi cũng so sánh hơn người khác, ai cũng nghĩ rằng tôi là lợi hại nhất, vừa so với người ta đẹp hơn, so với người khác cái năng lực mình mạnh hơn. Tôi rất có bản lãnh vậy, có so với người khác có tiền hơn nữa. Tất cả những thứ này tạm thời không nói vì đó chỉ là cái kiến giải của cá nhân. Ngày hôm nay đến thì vừa rồi thì chúng ta mới phát hiện ra cái tôi đó thật sự không có hữu dụng. Ngày thường nó đã còn bừng nổi bình lên quá nhiều rồi. Và tới thì đường bây giờ chúng ta mình sẽ cảm thấy không biết là có tàn rồi. Và mình nghĩ rằng tôi giỏi như vậy, tôi tới thì đường tại sao tôi không còn tốt được. Ngồi trên bồ đoàn mình cảm thấy là tay chân tôi đau, chỗ này không khỏe, chỗ kia nhức, vân Nhân sinh được hoa trạng vân vân và rồi cái nội tâm của mình cái vọng tưởng nó nổi rất nhiều, sản chính là thiếu thốn muốn ngưng lại cũng không được. là tiêu sinh thì tiêu sinh cái nọ ra cũng tạo không được Cũng như nói là cái thân thể bây giờ nó đã chống lại mình rồi, nó tạo không được vì quý vị có nắm chặt được nó không? còn sẽ phát hiện một cái đồ của bình thường cái đồ của chúng ta sẽ chỉ cho mình tự chỉ Vậy tới đây mình mới phát hiện ra là cái tôi, cái ta nó đang lừa gạt mình rồi. Tới thiền đường rồi mình phát giác ra là cái tôi, cái ta nó không có chút hữu dụng gì hết. Vậy thì trong tâm sẽ sinh ra một cái tâm mà hối tàn rồi. Từ ngày hôm nay lần đầu tiên đến cái thiền đường này bắt đầu phải quay đầu lại. Quay đầu lại thì ngày thường mình đã bị cái tôi đó nó kìm chặt như vậy. Quay lại cái gọi là cái chân tâm, cái bản tánh của mình. Như vậy mình mới thật sự là làm chủ cho lấy mình. Nắm được cái gọi là chủ cái sanh tử đó rồi. Để mà có thể từ trong cái sanh tử cái đại mộng đó mình tỉnh giác ra. Nếu mà vào tiền đường mà bây giờ mình đã phát giác cái những chuyện đó thì cho dù bây giờ mình có ngồi tốt không tốt thì cũng đều đã có được một phần cái công thức rồi. Và sau này cái con đường tu hành của mình như thế nào? 那就要趁着这些有机会、有时间，多来这里吃恩参访。Phải lợi dụng cái thời gian, cái cơ hội mà tới từ đó thì đường một chút nhiều như vậy.亲近我们的上师是，Thân tạng chư vị mà đại thiện tri thức你就是天天教我们佛陀的心。thầy Minh Ngọc đã rất là khổ tâm khổ lòng mà nhắc nhở chúng ta.经常来亲近开始。Chúng ta cũng cần phải có cơ hội tới đây để nghe nghe giảng pháp. 如果一直这么来学习，
từ cái chất mát mà tu hành vậy Sao? à.